Tương tượng Sái Giờ cầm máu, mà Quân Khanh Duệ lại đã ngất qua đi. Y Diễm ra tiểu viện liền có ám vệ từ bốn phương tám hướng vây lại đây, nàng sắc mặt khẽ biến. Nguyên bản Quân Khanh Duệ bắt nàng tới, mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích. Có nàng cùng hắn phía trước ân oán ở, hắn hơn phân nửa là sẽ không muốn nàng tánh mạng. Nhưng hôm nay nàng bị thương Quân Khanh Duệ cũng không biết kia tư có phải hay không đã bạc mệnh mà chết mất. Mặc kệ hắn chết không, hắn thuộc hạ là định dung không dưới nàng. Một khi bị này đó vây công, nàng hơn phân nửa đến mệnh tang tại đây. Y Diễm không dám chậm trễ nửa phần, một mặt chạy gấp, một mặt nghĩ biện pháp, một mặt nghiêng tai nghe bốn phía động tĩnh. Quả quyết lựa chọn có lợi nhất chạy trốn lộ tuyến. Nàng ở trong sân cùng hai cái ám vệ giao thủ sau cũng không ham chiến, nhanh chóng phá vây chạy ra khỏi tiểu viện. Đãi nhìn thanh bên ngoài lại là một tảng lớn hoang dã, căn bản không thể nào trốn tránh khi, không khỏi mắng to hố cha. Nàng quay đầu lại nhìn mắt, thấy hắc ảnh thật mạnh dinh thự chung bốn phương tám hướng đều có hắc ảnh nhảy ra tới, không khỏi rủa thầm một tiếng, phát túc hướng đông chạy đi. Nhưng nàng nội lực chỉ học được cái gà mờ, khinh công nơi nào thắng đến quá Quân Khanh Duệ thủ hạ võ công cao cường ám vệ, không chạy rất xa, liền nghe phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đơn giản trời không tuyệt đường người, đằng trước xuất hiện một mảnh rừng rậm. Y Diễm dùng hết toàn lực hướng cánh rừng chạy đi. Đáng tiếc rốt cuộc chậm một bước bị hắc ảnh bao quanh vây quanh, thấy bọn họ quả thực không nói hai lời, liền sát khí hôi hổi mà muốn động thủ. Y Diễm vội nhướng mày hô to một tiếng, nói, đình. Các ngươi chủ tử lại không cứu chị liền đã chết, cứu người quan trọng, truy ta làm gì? Nàng nói xong, những cái đỏ ám vệ mắt điếc tai ngơ, đã là vọt đi lên, Y Diễm thân mình uốn éo, từ trong lòng một sờ, lại kêu một tiếng, hóa nguyên tán. Nói, vung tay lên, vây quanh ở nàng phía sau ám vệ thấy quả thực có cái gì ném lại đây, cả kinh dưới đồng thời lui về phía sau, chỉ thấy trước mắt lam ảnh chợt lóe. Y Diễm đã phá tan phá vây lại hướng rừng cây chạy vội qua đi. Lui ra phía sau ám vệ nhìn lên, trong không khí nào có hóa nguyên tán hương vị. Nhưng thật ra tan đầy đất bánh đậu xanh mảnh vụn, trong lòng biết mắc mưu. Bọn họ sắc mặt âm lãnh cất bước mau chóng đuổi. Y Diễm mới vừa tiến cánh rừng, liền bị lần thứ hai đuổi theo, tốt là mượn dùng địa lợi chi tiện. Nàng rốt cuộc tính có đánh trả chi lực ẩn tàng thân hình, mỗi người đánh bại, tìm kiếm đột phá khẩu, gắng đặt tới thoát đi, nhưng này đỏ ám vệ hiển thị tính toán đem nàng đánh gục tại đây. Xuống tay cực kỳ ngoan tuyệt, Y Diễm quả bất địch chúng, không một lát trên người liền treo màu. Chính chiến địa hàm, liền nghe một tiếng thanh dương thanh âm truyền đến, nhiều người như vậy khi dễ một cái không có nội lực nữ tử tấm tắc này thật đúng là kêu ra mở mắt a. Y Diễm nghe tiếng nhìn lại. Liền thấy một cái xuyên nguyệt bạch cầm tú trường bào nam tử chậm rãi từ lâm chỗ sâu trong bước chậm lại đây, phía sau thượng đi theo hai cái thanh y nhân. Bốn mắt nhìn nhau, người nọ trong mắt rõ ràng hiện lên kinh ngạc chi sắc, giây lát rồi biến mất, nói, Nghê Thường công chúa. Y Diễm giờ phút này chính leo lên ở nhánh cây thượng, tuy kia nam tử ngược sáng mà đứng, nàng vẫn là nhìn thanh hắn thần sắc. Cũng từ kia một đôi trong trẻo đôi mắt cùng thanh dương thanh âm nhận ra người tới, lại là Thiên Càn Bạch Tử Thanh. Y Diễm hai tròng mắt híp lại, ánh mắt chợt lóe, Bạch Tử Thanh đã là huy xuống tay. Dẫn đầu vung bào giác vọt đi lên, hắn vừa động, phía sau kia hai cái thanh y nhân tự nhiên cũng phi thân mà thượng. Y Diễm nhấp môi dưới, nhanh chóng nhảy xuống cây chi. Dùng đoạt tới kiếm hư hoàng nhất chiêu, phá tan trùng vây, cùng Bạch Tử Thanh hội hợp ở bên nhau, bắt đầu phản kích. Bạch Tử Thanh là Thiên Càn đại tướng quân, thanh danh bên ngoài, võ công tự nhiên không tầm thường, kia hai cái thanh y nhân cũng là cao nhân. Có bọn họ hỗ trợ, Y Diễm lập tức liền thoát khỏi bị động bị đánh cục diện. Bạch Tử Thanh một cái kiếm hoa bị thương hai người, lại là quay đầu hướng Y Diễm cười, nói, này đó bọn đạo trích hạng người. Ta còn có thể ứng phó, người trước đem miệng vết thương lý hạ. Dứt lời lại quét ra mấy đạo bóng kiếm, Y Diễm cũng không khách khí, nhướng mày cười, nói, kia liền làm phiền Bạch tướng quân. Bạch Tử Thanh lại câu môi dưới, từ trong lòng lấy ra một lọ kim sang dược ném cho Y Diễm, trong tay trường kiếm bạch quang như luyện, giết đi lên. Quân Khanh Duệ ám vệ mắt thấy sát Y Diễm đã là không thành, trong đó một người trầm quát một tiếng, vương gia quan trọng triệt. Hắn thanh lạc các đồng bạn cấp tốc hồi triệt hướng ngoài rừng mà đi, thanh y nhân muốn đuổi theo. Bạch Tử Thanh lại nâng quát bảo ngưng lại, quay đầu lại lại thấy Y Diễm đã bay nhanh mà băng bó hảo trên người mấy chỗ miệng vết thương, thấy hắn trông lại, nàng ngước mắt cảm kích cười, nói. Đa tạ Bạch tướng quân, chỉ là Bạch tướng quân lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Tử Thanh lãng nguyệt thanh phong cười, nói chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, lại nói mặc cho ai nhìn thấy một đám đại lão ra khi dễ khái nhược nữ tử cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan.
Huống chi bản công tử luôn luôn thương hương tiếc ngọc, đảo muốn cảm tạ công chúa cho ta cơ hội này đâu. Bạch Tử Thanh cho người ta cảm giác cực kỳ trời quang trăng sáng, Y Diễm không nghĩ hắn xuất khẩu cũng như vậy miệng lưỡi trơn tru. Nào nào, Bạch Tử Thanh nhưng khụ một chút, lúc này mới nói, ta bồi vương gia mượn đường trung tím đến thiên trụ đi, lên đường bỏ qua tốc đầu, vương gia ở phía trước khe núi trung nghỉ chân. Ta là đi ra ngoài tìm ăn tới, đảo không nghĩ đụng phải công chúa. Bạch Tử Thanh nói chỉ hạ cách đó không xa ném mấy chỉ món ăn thôn quê, Y Diễm nghe Dạ Khuynh liền ở phụ cận, trong lòng căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc, nói, gà đuôi sơn. Nơi này là Hạ Châu địa giới. Bạch Tử Thanh hơi kinh ngạc nhướng mày nói, đúng là Hạ Châu Thanh Điền trấn không xa, công chúa không biết sao. Mới vừa rồi những người đó là... Y Diễm thấy hắn trên mặt biểu tình không một ti sơ hở, trong lòng lại càng thêm phát trầm, ám đạo này thật đúng là mới ra ổ sói lại nhập hổ khẩu, trên đời này nơi nào có như vậy xảo sự tình. Dạ Khuynh giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, quỷ tài tin tưởng hết thảy đều là trùng hợp. Chương 144, Dạ Khuynh mời chào. Y Diễm thấy Bạch Tử Thanh dò hỏi mà trông lại, liền mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, không chút nào giấu Diễm nói, mới vừa rồi những cái đó đều là quân khanh duệ người. Hắn đem ta từ Kinh Giao bắt tới cũng không biết muốn làm cái gì. Bạch tướng quân kiến thức rộng rãi, khả năng đoán được mục đích của hắn. Y Diễm ánh mắt trong trẻo sâu thẳm, như là có thể xuyên thấu nhân tâm giống nhau, Bạch Tử Thanh bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng nhảy dựng nhoáng lên hạ lại nhìn. Nàng kia con người đã trong cơn giận dữ. Toàn là cáu giận, nửa điểm không thấy mới vừa rồi quỷ dị chi sắc. Bạch Tử Thanh thầm nghĩ này nghe thường công chúa liền tính lại thông minh, cũng không phải đại la thần tiên. Sao có thể có biết trước năng lực, đại khái cũng chính là cảnh giác một ít mà thôi, vẫn là chính mình quá khẩn trương. Hắn nghĩ, nhất thời liền đánh lên tinh thần tới, cười nói, chắc là nhân công chúa Kim Điện theo hôn một chuyện, Dực Vương vẫn luôn ghi hận trong lòng, liền bắt công chúa tới ý đồ trả thù đi. Y Diễm thấy hắn trả lời chung quy chung củ, trong lòng càng thêm khẳng định. Trên mặt càng thêm bất động thanh sắc, cười gật đầu, nói, nghĩ đến như thế quân khanh duệ thân phận cao quý. Bắt ta tới tổng không có khả năng là vì buôn bán đi. Bạch tướng quân nói có phải hay không? Bạch Tử Thanh nghe Y Diễm như vậy nói, trong lòng lại là nhảy dựng, vội làm ra kinh ngạc chi sắc tới, cười khẽ một chút, nói, công chúa thật đúng là sẽ nói giỡn. Liền tính Dực Vương muốn buôn bán công chúa, kia cũng không ai dám mua một quốc gia công chúa a, không phải. Hắn nói xong, ánh mắt nhẹ chuyển nhìn hướng ngoài rừng, nói, nếu Dực Vương liền ở gần đây, nói vậy hắn bên người định mang theo không ít người tay, nơi đây không nên ở lâu. Ta xem công chúa vẫn là trước theo ta đi cùng vương gia hội hợp đi. Y Diễm trong lòng biết trốn bất quá, thêm chi nàng liệu định Dạ Khuynh liền tính thật dở cho quỷ. Cũng hơn phân nửa là hướng về phía nàng sau lưng Phượng Hoàng Văn, còn có nàng cơ quan thuật mà đến, đã hữu dụng đến nàng chỗ, hắn liền không thể đem nàng như thế nào. Nghĩ đến minh bạch, Y Diễm đảo cũng không sợ Dạ Khuynh, gật đầu nói, như thế cũng hảo. Bất quá non nửa cái canh giờ, Y Diễm liền tùy Bạch Tử Thanh gặp được Dạ Khuynh. Lửa chạy điểm điểm, Dạ Khuynh ngồi ở hòa biên một khối tảng đá lớn thượng, lẳng lặng mà nhìn trong tay một chương giấy. Ánh lửa nhảy lên ở hắn đường cong sắc nhọn mặt nghiêng thường. Tuấn Mỹ như cũ, hắn trên người ăn mặc một kiện màu tím đen cầm tú trường bào, vai lưng cùng bên hông có ám chỉ vàng thêu thành đằng long đồ theo trên tay hắn động tác vạt áo tung bay. Phía trên tơ vàng long trảo ánh quang lập lòe, dữ tợn uy nghi, không ngờ là ngũ trảo. Ngũ trảo kim long, chính là đế vương tượng trưng, Dạ Khuynh lần trước đến Trung Tử Quốc tới trên người mãng bào còn là chọn rớt một trảo, hiện giờ đã muốn công khai long bào thêm thân. Xem ra ở Thiên Càn Quốc hiện giờ Dạ Khuynh cũng chỉ là còn kém một cái danh phận thôi. Vương gia, Bạch tướng quân bọn họ đã trở lại. Y Diễm nghe được bên cạnh thị vệ nói nhỏ một tiếng, Dạ Khuynh chưa theo tiếng, xem xong trong tay đồ vật lúc này mới chết hảo, không chút để ý mà quay đầu nhìn tới, ánh mắt dừng ở Y Diễm trên người. Trong mắt có nhàn nhạt kinh ngạc chi sắc. Y Diễm nhìn rõ ràng, mới không tin Dạ Khuynh là thật sự kinh ngạc ám đạo, này thật đúng là mỗi người đều là diễn kịch cao thủ. Bất quá diễn kịch sao, nàng cũng không kém. Nàng vài bước theo Bạch Tử Thanh tới rồi phụ cận, đãi Bạch Tử Thanh nói cùng nàng tương ngộ tình huống, Y Diễm mới làm bộ không hề phát hiện bộ dáng. Cười nói, quấy rầy vương gia, chỉ là ta còn vội vã hồi Hiên Viên Thành có việc, hiện giờ đến mong vương gia cứu giúp, cái gọi là một chuyện không nhọc nhị chủ. Có không thỉnh vương gia cho ta mượn vài người cùng một con ngựa, hộ tống ta trở về, ngày sau ta định hậu báo vương gia.
Dạ Khuynh nghe vậy lại nhíu mày, muốn nói lại thôi mà Trương Hạ Khẩu toại ánh mắt phức tạp mà nhìn Y Diễm, nói. Không biết bổn vương có không biết công chúa nóng lòng hồi Hiên Viên Thành là vì chuyện gì? Y Diễm bị hắn kia ánh mắt nhìn trong lòng không đầy, ám đạo này Dạ Khuynh cũng không biết còn động cái gì tay chân, nàng không khỏi rũ mắt than một tiếng, nói ta ly kinh lâu ngày. Nóng lòng về nhà đi nhìn đệ đệ, ta kia đệ đệ vương gia cũng biết. Có chút khác hẳn với thường nhân, lại đặc biệt ỷ lại ta ra kinh khi nhân không có phương tiện, liền đem chính hắn lưu tại kinh thành, này đó thời gian cũng không biết thế nào. Nếu kêu hắn biết ta mất tích, không chừng như thế nào sốt ruột, làm ra chuyện gì tới đâu. Dạ Khuynh nghe vậy đạm cười gật đầu, nói, giật phi có phúc khí, có thể được công chúa như vậy tỉ tỉ. Khi hài tử là tập võ kỳ tài, đó là bổn vương giống hắn như vậy tuổi đều không có hắn như vậy tu vi. Lại 2 năm chỉ sợ kia hài tử là có thể vượt qua bổn vương. Hắn nếu xúc động xác thật dễ dàng gặp phải mầm tai họa tới. Bất quá, bổn vương cho rằng công chúa giờ phút này còn không nên trở lại kinh thành trung, thậm chí nói. Công chúa giờ phút này nên tránh họa nó quốc, tạm thời rời xa trung từ quốc mới đúng. Y Diễm nhướng mày, đầy mặt kinh ngạc chi sắc nói, vương gia chỉ giáo cho. Dạ Khuynh lại than một tiếng, lúc này mới đem trong tay mới vừa rồi nhìn kia 2 tờ giấy đưa cho Y Diệm, ý bảo nàng xem, nói công chúa khả năng còn không biết. Hôm qua kinh thành đã xảy ra chút sự tình. Đây là bổn vương vừa mới thu được tin tức, công chúa nhìn xem đi. Y Diễm ngưng mi nhìn Dạ Khuynh liếc mắt một cái, lúc này mới ở hắn ý bảo hạ tiếp nhận kia trang giấy, một mực tam hành mà nhanh chóng xem xong, sắc mặt nhất thời liền khó coi, nhíu mày lẩm bẩm nói. Tại sao lại như vậy? Dạ Khuynh thấy nàng như thế, nhếch môi dưới, than nhẹ một tiếng, nói, hôm qua ban đêm, quân khanh liệt nghe nói công chúa hồi kinh thúc ở Hắc Thủy Trấn. Liền tự mình mang theo người đến Hắc Thủy Trấn nghênh đón, há liêu thế nhưng ở Hắc Thủy Trấn đụng phải lúc trước ám sát này kia thích khách. Kia thích khách cùng Đông Cung thị vệ một phen chiến đấu, đến Hừng Đông khi thích khách đầu mục tuy là đào thoát nhưng lại bắt được một cái tòng phạm. Kia tòng phạm trước mặt mọi người thú nhận hết thảy. Theo hắn lời nói, bọn họ đầu lĩnh chính là khấp huyết lâu lâu chủ địch Hoắc. Nhân này lâu chủ tìm được rồi trung từ quốc tiên đế ra huyết mạch, lúc này mới lệnh khấp huyết lâu mọi người ám sát quân khanh liệt, tiện đà ủng hộ trung tím tiên đế huyết mạch đăng cơ vi đế. Lấy bình định, mà khấp huyết lâu tìm được tiên đế lưu lạc dân gian huyết mạch đúng là công chúa ngươi. Nhân kia sát thủ là trước mặt mọi người nhận tội, quân khanh liệt mặc dù đã phong tỏa này tin tức nhưng lại không dám đem như vậy đại sự che giấu Long đế. Cho nên giờ phút này Long đế tất nhiên cũng nghe nói này tin. Dạ Khuynh lời nói đúng là Y Diễm mới vừa rồi sờ xem trên giấy viết sự tình, hắn dứt lời, thấy Y Diễm nhíu lại mi, liền lại nói, nếu này phía trên lời nói là thật. Công chúa tiếp tục lưu tại Trung Từ Quốc chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu a. Dạ Khuynh trên mặt có nhàn nhạt lo lắng chi sắc. Y Diễm lại trong lòng một mảnh băng hàn, nàng đối Dạ Khuynh trong lòng khúc mắc đã lâu, phòng bị sâu đậm. Căn bản là không tin quân khanh liệt vừa khéo chạy đến Hắc Thủy Trấn đi cùng địch Hoắc giao thủ, sau lại bị thọc ra nàng thân phận thật sự tình sẽ là tự nhiên mà vậy hạ phát sinh. Nàng bên này mới vừa bị quân khanh duệ bắt đi, bên kia quân khanh liệt liền tới rồi, thả cùng địch Hoắc chạm vào vừa vặn, nếu nói không phải người có tâm cố ý an bài kia cũng quá trùng hợp chút. Huống chi, mặc dù nàng ở Tùy Châu lập công lớn, quân khanh liệt cũng không tự hạ thân phận. Gành đến Hắc Thủy Trấn đạo lý. Mà địch Hoắc tuy có chút không đáng tin cậy, nhưng khắp huyết lâu thích khách không đợi nghiêm hình bức cung coi như chúng thổ lộ hết thảy, này quả thực so huyền huyễn điện ảnh đều huyền huyễn. Thật đương nàng là không trải qua sự thật thiên kim tiểu thư lừa gạt đâu. Dạ Khuynh này căn bản là muốn bức nàng không đường có thể đi, chỉ có thể đi theo hắn đến Thiên Càn Quốc đi. Tử nghĩ, nàng thân phận thật sự hiện giờ bị bóc ra tới, lòng đế thế tất không thể dung nàng, trung từ quốc xác thật là không thể ngốc đi xuống. Mà Thiên Tịnh Quốc. Nàng vừa mới biết được Phượng Đế tu chính là Thiên Thịnh Thái Tử, thà còn có một bút hồ đồ tình chướng. Nàng người này nhất ghét cái ác như kẻ thù, dùng không dưới lửa gạt, giờ phút này nên bực mình hận Phượng Đế tu Thiên Thịnh Quốc tự nhiên là không thể đi. Mà Thiên Trụ Quốc cùng Trung Tím liên lụy quá sâu. Trong lúc thời điểm, tự nhiên cũng phi đầu tuyển. Cái khác tiểu quốc càng không cần phải nói, mặc dù chịu che chở với nàng, cũng chưa chắc liền có cùng Trung Từ Quốc đối nghịch năng lực. Huống chi nàng căn bản là không quen biết những cái đó tiểu quốc đương quyền người. Lúc này, Thiên Càn Quốc nhiếp chính vương không chỉ có cứu nàng tánh mạng. Mới vừa đem nàng từ quân khanh duệ ma chảo chung giải cứu ra tới, lại còn có hướng nàng tung ra cành ô liu, muốn mời nàng đến Thiên Càn Quốc đi cho nàng lấy che chở. Kia nàng tự nhiên là một vạn cái vui cùng cảm kích, chỉ cần tới rồi Thiên Càn, về sau còn không được cấp Dạ Khuynh bán mạng.
Suy nghĩ cẩn thận này đó, Y Diễm không khỏi hoài nghi, chỉ sợ liền Hắc Thủy trong trấn kia truyền bá thiên thịnh truyền ngôn thanh niên khách thương đều là Dạ Khuynh trước đó an bài tốt. Nếu bằng không, hết thảy sự tình sẽ không như thế một vòng tiếp một vòng mà phát triển đi xuống. Nghĩ đến này, Y Diễm trong lòng nhưng thật ra hơi hỉ, nàng một ngày này tới vẫn luôn vì những cái đó đồn đãi phiền muộn, hiện giờ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã là có người cố ý ly gián nàng cùng Phượng Đế Tu, nàng lại há có thể bị người nắm cái mũi đi xuống đi. Địch Hoắc nếu có thể tra được Diệp Ly đó là tiên đế Hà Quý Phi, bằng Dạ Khuynh năng lực có thể tra được này đó cũng hoàn toàn không kỳ quái, Y Diễm lại không biết. Dạ Khuynh là khi nào hoài nghi Phượng Đế Tu thả tra ra thân phận của hắn. Không thể không nói, Dạ Khuynh rất có năng lực. Tin tức cũng cực kỳ linh thông, thủ hạ làm việc năng lực càng là không tầm thường, thủ đoạn cũng cao siêu. Nếu không phải nàng đối hắn sớm liền đề phòng sâu đậm, nếu không phải nàng nhân trị nhai nhận rõ đối Phượng Đế Tu cảm tình, bằng nàng trước kia bướng bình tính tình. Chỉ sợ giờ phút này thật sự hận thấu Phượng Đế Tu, cũng thật sự muốn ngây thơ mờ mịt mà bị Dạ Khuynh cấp lừa qua đi. Y Diễm tâm niệm quay nhanh, đều bất quá là ở trong nháy mắt. Nghe nói Dạ Khuynh nói, nàng suy sụp mà buông trang giấy trong tay, sắc mặt ảm đạm, nói, vương gia nói chính là. Giờ phút này ta xác thật đã không dễ lưu tại Trung Từ Quốc nhưng ta từ khi sinh ra liền chưa từng rời đi quá Trung Từ Quốc, giờ phút này lại có thể tới chạy đi đâu đâu. Y Diễm tâm tư vừa chuyển. Nghĩ dứt khoát tương kế tự kế, trước lừa gạt trụ Dạ Khuynh, làm hắn cho rằng chính mình trúng kế, hào thả lòng cảnh giác lại tìm cơ hội chạy trốn. Cho nên nàng nói xong, liền lại cắn môi dưới. Lẩm bẩm nói, nếu là hắn chưa từng gạt ta, còn nhưng đến thiên thịnh hiện giờ lại là không thể. Nàng này lẩm bẩm thanh cực thấp, bất quá là thượng môi chạm chạm hạ môi, như là vô ý thức mà nói ra, nhưng Dạ Khuynh là cỡ nào nhãn lực, mặc dù nàng căn bản không phát ra âm thanh tới. Dạ Khuynh cũng từ kia môi hình nhìn rõ ràng Y Diễm nói. Thấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt thượng đầu tiên là hiện lên đau xót chi sắc. Tiếp theo trong mắt một mảnh hận ý cùng đau đớn, bị lừa gạt khuất nhục cùng không cam lòng, Dạ Khuynh câu môi dưới, tiếp theo mới nói, công chúa còn nhớ rõ, lần đó ở Ngự Uyển săn thú. Bổn vương từng đưa cho công chúa một quả lệnh bài. Thấy Y Diễm xá mà ngước mắt tựa không rõ hắn giờ phút này cứ gì nhắc tới chuyện xưa tới. Dạ Khuynh mới lại nói, bổn vương tưởng nói, bổn vương đưa ra kia cái lệnh bài giờ phút này như cũ dùng được, bổn vương như cũ hoan nghênh công chúa đến ta Thiên Càn Quốc tới. Hơn nữa, nếu công chúa chịu hạ mình mà đến, bổn vương còn giúp đỡ trợ công chúa báo giết cha đoạt quốc chi thù. Xem đi, không chỉ có chịu cho nàng tránh họa địa phương, lại còn có thể giúp nàng báo thù rửa hận nếu nhiên nàng thật là cổ đại người, lấy hiếu đạo vì thiên. Giờ phút này Dạ Khuynh như thế đưa than ngày tuyết, trong lòng còn không biết như thế nào cảm kích hắn đâu. Dạ Khuynh vì làm nàng cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực thật đúng là dụng tâm, không tiếc đoạn tuyệt nàng ở Trung Tử Quốc đường lui. Y Diễm trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại tràn đầy động dung cùng dãy sụa chi sắc, nhìn chằm chằm Dạ Khuynh tựa ở cân nhắc hắn nói chân thật tính bao nhiêu. Dạ Khuynh cũng sắc mặt trịnh trọng chân thành mà tùy ý Y Diễm tìm tòi nghiên cứu, nửa ngày Y Diễm trung tựa tin Dạ Khuynh, nói, bản công chúa bất quá một giới nho nhỏ nữ tử. Thật sự có chút không rõ vương gia nhìn chúng bản công chúa nơi nào, thế nhưng như thế giúp đỡ. Dạ Khuynh khó được mà dương môi cười, nói, không dối gạt công chúa, bổn vương lúc trước tặng cho công chúa kia lệnh bài, bất quá là xem công chúa ngực có nhanh trí tích tài thôi. Công chúa không ứng, đảo cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, hiện giờ bổn vương lại đối công chúa cầu hiền như khát. Nguyện Khuynh tẫn sở hữu, đổi đến công chúa tín nhiệm. Lại nhân bổn vương điều tra rõ, lần trước Trung Từ Quốc cùng Yến Thượng kia cực lợi hại kiểu mới nỏ chính là công chúa dốc hết sức thiết kế, công chúa cơ quan thuật. Lệnh đến ta Thiên Càn Quốc sư đều cam bái hạ phong, công chúa có này kỳ tài, bổn vương như thế nào coi trọng đều không quá. Đúng lúc thẳng thắn thành khẩn, tuyệt đối là tranh thủ tín nhiệm nhất hữu hiệu thủ đoạn. Dạ Khuynh nhưng thật ra biết rõ, khi nào nên giấu, khi nào nên nói thẳng. Y Diễm nghe vậy, trên mặt khẩn trương đề phòng chi sắc lập tức vì này buông lỏng, nói. Thì ra là thế, việc này có không dung ta lại suy xét một vài, này hai ngày định cấp vương ra hồi đáp. Dạ Khuynh thấy Y Diễm như thế trịnh trọng chuyện lạ, vừa lòng gật đầu, nói, công chúa trên người có thương tích. Một ngày này có chịu đủ kinh hách, nói vậy tất nhiên cũng mệt mỏi. Hắn săn sóc mà dứt lời, phất tay hướng thị vệ tự mình phân phó một tiếng, nói, cấp công chúa thu thập lều trại. Phô thượng bổn vương kia trương tốt nhất ra hồ, thiêu chút nước ấm cung công chúa tẩy xuyến giải lao.
hắn nói xong, lúc này mới lại hướng Y Diễm nói, hôm nay chưa từng tưởng sẽ đến ngộ ngươi, màn trời chiếu đất ủy khuất ngươi, ngày mai ta sẽ an bài hảo dừng chân chỗ. Hắn lời này lại đã so mới vừa rồi mang lên hai phần thân mật, Y Diễm cảm nhớ cười, nói, ta ngủ vương gia lều trải, vương gia làm sao bây giờ? Dạ Khuynh cười, thân mình ngửa ra sau hướng đại thạch đầu thượng một dựa, lười biếng mà duỗi cái eo, nói, ta một đại nam nhân, ra cửa bên ngoài, tùy tiện ở đâu dựa một đêm không thành. Chẳng lẽ công chúa nhìn ta liền như là kia chờ ăn không được khổ kiều quý người? Y Diễm liền cũng cười, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy, nói, như vậy đa tạ. Nói xong, cất bước liền hướng Chi Khởi duy nhất một lều trại đi đến. Nàng nằm tiến lều trại chung, nghe bên ngoài vang lên Dạ Khuynh cùng Bạch Tử Thanh tùy ý nói chuyện phiếm thanh. Lại dơ dơ lên mi. Cũng không biết Dạ Khuynh tin tưởng nàng trúng kế không, mà kệ hắn tin hay không, nàng nhất định phải nghĩ đến hoàn toàn biện pháp bảo đảm có thể thoát đi, mới có thể động thủ. Bằng không một lần không thành, thật cùng Dạ Khuynh xé rách mặt, Dạ Khuynh dùng sức mạnh liền phiền toái. Toại lại tưởng nơi này ly kinh thành đã là ngàn dặm một dao. Cũng không biết Phượng Đế Thu lúc này tìm được nơi nào, khi nào mới có thể tìm được nàng. Không biết hắn có hay không thu được Dạ Khuynh trộm ẩn vào Trung Tử Quốc tin tức, nếu nhiên thu được. Bằng vào hắn tâm trí, phải làm có thể suy đoán nàng bị bắt đi cùng Dạ Khuynh có quan hệ mới đúng đi. Chương 145, đoạt lại Thái Tử Phi. Lúc nửa đêm, mọi âm thanh đều tịch trong sơn cốc tự hồ liền phong đều yên lặng. Dạ Khuynh lại cùng Bạch Tử Thanh đứng cách cắm trại nơi không xa một chỗ cao cưng nói chuyện, đãi thương nghị quá chính sự, Bạch Tử Thanh không khỏi hỏi, vương gia nói. Kia Nghê Thường quận chúa hay không nổi lên lòng nghi ngờ. Bạch Tử Thanh tổng cảm thấy Y Diễm như là đối bọn họ hành động có điều phát hiện giống nhau. Nhưng nàng biểu tình hành động lại đều lộ ra chưa từng phát hiện ngây thơ, cái này kêu Bạch Tử Thanh thật là có chút lưỡng lự, lại là nhìn không thấu cái này thiếu nữ. Nhịn không được liền hỏi nổi lên Dạ Khuynh. Dạ Khuynh sau khi nghe xong, ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt nơi xa yên lặng ở khe núi chung lều trại. Nói, nàng luôn luôn nhạy bén, lại thông tuệ vô song, chỉ sợ sớm tại ngươi kịp thời xuất hiện ta cứu nàng khi liền đã phát hiện không thích hợp. Bổn vương chỉ là không rõ. Vì sao nàng đối bổn vương đặc biệt đề phòng, đảo như là bổn vương trong lúc lơ đãng từng cùng nàng có thù oán giống nhau. Nghe Dạ Khuynh như vậy nói, Bạch Tử Thanh lộ ra kinh ngạc chi sắc tới, nói, vương gia ý tứ là nói, Nghê Thường công chúa nàng đã phát hiện chúng ta nói làm. Mới vừa rồi nàng chỉ là ở cùng chúng ta giả ngu. Nàng này cũng quá thông minh cảnh giác chút. Hắn nói xong, thấy Dạ Khuynh nhăn lại mi tới, biểu tình có chút khóc nháo, không khỏi lại tức giận nói, đều là kia quân khanh duệ. Nghe thường công chúa đều đã như vậy. Lại vẫn có thể làm người chạy ra tới, làm hại chúng ta không thể không thay đổi nguyên bản kế hoạch nóng vội mà hiện thân cứu giúp nếu không có như thế, ấn nguyên bản giả thiết. Nơi nào sẽ kêu nghe thường công chúa nổi lên lòng nghi ngờ. Bạch Tử Thanh nói, ánh mắt hơi hàn, thấy Dạ Khuynh trầm ngâm không nói, hắn than một tiếng, mới xin chỉ thị nói, vương gia ta xem quân khanh duệ chỉ sợ bất kham trọng trách. Huống chi hắn hiện giờ lại bị nghe thường công chúa cắt cổ. Rất là hung hiểm, tuy đã có vương gia đưa đi thiên cằn tốt nhất quân y cho hắn khâu lại miệng vết thương, nhưng quân y lại nói, hắn kia miệng vết thương quá mức mạo hiểm. Chưa chắc liền có thể căng đến qua đi, vương gia xem, Nam Sa quốc bên kia có phải hay không hẳn là trước hoãn thượng vừa chậm. Dạ Khuynh chưa từng có nửa khắc chần chờ liền trầm giọng nói, không cần. Quân khanh duệ sinh tử bất luận, Nam Sa quốc cờ, đã động liền không thể lại triệt. Bạch Tử Thanh vội trầm giọng hẳn là, Dạ Khuynh lúc này mới chậm rãi đem tầm mắt từ khe núi nhảy lên ở ánh lửa bên lều trại thượng dịch khai, nói, này hai ngày muốn tăng mạnh phòng bị. Chỉ sợ Nghê Thường công chúa sẽ có động tác. Đề tài lại quay lại Y Diễm trên người, Bạch Tử Thanh trong lòng thở dài, không phải không có sầu lo nói, vương gia, Nghê Thường công chúa tính tình ghét cái ác như kẻ thù. Nhất trong mắt không dung hạt cắt hiện giờ nàng đã hoài nghi chúng ta thiết kế với nàng. Chỉ sợ càng thêm không chịu vì ta thiên càn sử dụng. Này khác nữ tử tham mộ không ngoài là tiền tài, nhân duyên, địa vị, hư vinh. Nhưng này đó Nghê Thường công chúa lại toàn xem không ở trong mắt thiên nàng nếu cam tâm tình nguyện vì ta thiên càn sử dụng, mặc dù đoạt tới cũng là vô dụng. Bạch Tử Thanh nói cười khổ lên, chỉ cảm thấy thật sự chưa thấy qua như vậy khó đối phó nữ nhân. Dạ Khuynh nghe nói hắn nói lại không tỏ ý kiến mà chọn môi dưới, ở hắn sở xem, lại vừa lúc cùng Bạch Tử Thanh tương phản. Thịnh Y Diễm kia nữ nhân cực kỳ lòng tham.
Tiền tài, danh lợi, địa vị, nhân duyên, hư danh này đó nàng hết thảy đều phải, chỉ là mấy thứ này, nàng toàn dựa nàng bản thân chi lực liền có thể được đến. Nhân nàng cũng không nghĩ đi dựa vào người khác, như thế, ngược lại vô dục tắc cương, lệnh người không thể nào lung lạc thu dùng. Đương nhiên, lệnh một nữ nhân cam tâm tình nguyện vì một người nam nhân sử dụng nhất ngắn gọn biện pháp đó là lệnh nàng kia ái mộ với ngươi. Trở thành người nữ nhân, nhưng Thịnh Y Diễm đối hắn, đừng nói là hảo cảm, căn bản là đề phòng thật sâu, thả lại có Phượng Đế tu nhanh chân đến trước. Dạ Khuynh tuy cuồng ngạo, nhưng lại không mù quáng tự đại, hắn biết rõ bằng vào giờ phút này tình huống, hắn rất khó lệnh Y Diễm yêu hắn. Nghĩ đến này, hắn đảo hối hận, lúc trước vừa đến Trung Tử Quốc nhận biết Y Diễm khi chưa từng đối Y Diễm chân chính dụng tâm. Thẳng đến biết được nàng có cao thâm cơ quan thuật sau mới nhất định phải được lên, lại đã nơi trốn bị động. Dạ Khuynh trong lòng hơi hơi có chút bực bội, ngón tay mơn trớn nhẫn ban chỉ, nói, trước đem người mang đi Thiên Càn lại nói, nàng đã hoài nghi kia liền dùng sức mạnh. Nếu không thể vì ta Thiên Càn sử dụng, cũng tất không thể bị Thiên Thịnh Quốc đoạt được. Phượng Đế tu hiện giờ ở đâu? Bạch Tử Thanh tuấn mặt hiện lên một mặt xấu hổ tới, lại là trả lời, chúng ta nhãn tuyến tìm không được Phượng Đế tu rơi xuống. Dạ Khuynh nghe vậy tuy mày nhăn lại, nhưng trong lòng đảo cũng không ngoài ý muốn, nếu Phượng Đế tu liền hành tung đều không thể ẩn nấp kia cũng liền không phải Thiên Thịnh vô song thái tử. Tiên trụ quốc cùng Thiên Thịnh quốc trở mặt, Thiên Càn mới có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, mấy năm nay hắn không thiếu ở hai nước biên cảnh thượng bố trí. Lúc trước dọ thám biết Thiên Càn quốc hoàng hậu trúng độc nhất định phải xích chu quả tới giải độc, hắn liền phí cực đại công phu cấp Thiên Thịnh quốc hoàng hậu. Phượng Đế thu mẫu hậu cũng hạ một loại cần này xích chu quả tới giải độc dược. Hắn nguyên ý là muốn này xích chu quả khắp thiên hạ chỉ còn lại có cuối cùng một quả, hai nước tranh đoạt một mặt dược, thế tất muốn ác càng thêm ác lại không nghĩ. Cuối cùng đưa tới Trung Tử quốc tìm xích chu quả, không có Thiên Thịnh quốc người. Lại tới cái tà y cốc chủ địch hưu. Lúc sau lại điều tra rõ này tà y cốc chủ rời đi Hiên Viên Thành liền thẳng đến Thiên Thịnh quốc, hắn mới đối tà y cốc chủ địch hưu thân phận sinh ra hoài nghi. Tra sát dưới, này Phượng Đế tu quả thực cùng địch hưu thật là một người. Cái này điều tra kết quả khiến cho Dạ Khuynh lại giận lại kinh, cũng càng để ý khởi Y Diễm tới. Thiên trụ quốc hoàng đế không có con nối dõi, duy tô hoa nam kia một cái công chúa. Căn bản là không đủ vì hoạt, hắn muốn nhất thống thiên hạ chỉ có Phượng Đế tu có thể cùng hắn kỳ phùng địch thủ. Nếu nhiên lại kêu Phượng Đế tu đến Thịnh Y Diễm, kia quả thực đó là như hổ thêm cánh, cho nên, hắn trăm triệu sẽ không kêu hai người trở thành thân thuộc. Nếu Thịnh Y Diễm không thể vì hắn sử dụng, hắn thà rằng thân thủ hủy hoại nàng. Cũng không thể làm nàng trở thành Thiên Thịnh quốc người, trở thành hắn lại một khối chướng ngại vật. Mà quân Khanh Duệ sẽ biết địch hưu đó là Phượng Đế tu một chuyện, tự nhiên cũng là Dạ Khuynh bày mưu đặt kế. Đem phái đi đi theo Phượng Đế tu nhân thủ đều rút về đến đây đi, toàn lực thủ Thịnh Y Diễm đó là. Dạ Khuynh trầm giọng nói. Bạch Tử Thanh đồng ý sau, Dạ Khuynh liền cất bước hướng khe núi trung đi đến. Bạch Tử Thanh đuổi sát ở bên, niệm lại một sự kiện, nói, vương gia tối nay cần phải tra xét Nghê Thường công chúa trên lưng nhưng có hình xăm một chuyện. Nếu bằng không thủ hạ đi ăn bài chút ám vệ giả thành quân Khanh Duệ thích khách, vương gia nhân cơ hội nhìn một cái. Dạ Khuynh bước chân không ngừng, lại xua tay nói, việc này trước không vội, mặc kệ Nghê Thường công chúa hay không hoài nghi, trước Tường An không có việc gì hai ngày luôn là tốt. Chớ để cho phòng bị càng sâu. Vương gia suy nghĩ chính là, Bạch Tử Thanh trả lời, một trận gió khởi thanh âm tỏa khắp ở trong bóng đêm. Y Diễm liệu định Dạ Khuynh đã thưởng mời chào, liền sẽ đối xử tử tế chính mình mấy ngày, vì vậy có Dạ Khuynh người gác đêm, nàng nửa điểm đều không lo lắng. Nằm ở đơn sơ lại còn tính thoải mái lều trại chung che ra hồ ngủ đến cực kỳ hương trầm, nhìn lên tỉnh lại thế nhưng là ánh mắt trời mãn trướng. Nàng ngồi dậy duỗi cái lười eo, lại mơ hồ một lát, lúc này mới từ lều trại chung cất bước mà đi, nghênh diện liền thấy Bạch Tử Thanh chính uy con ngựa, không khỏi dương hạ mi, nói, Bạch tướng quân. Bản công chúa cũng đói bụng, làm phiền cho ta đưa chút ăn cùng thủy tới. Nói xong, quay người liền lại khom lưng vào lều trại. Bạch Tử Thanh nghe được nữ tử réo rắt thanh âm, sừng sốt một chút, đãi phản ứng lại đây quay đầu nhìn lại, liền chỉ nhìn đến Y Diễm biến mất ở lều trại nội một góc tà váy. Nàng kia phân phó quá là đúng lý hợp tình, trừ bỏ Dạ Khuynh, thật đúng là không ai giống sai sử gã sai vặt giống nhau vênh mặt hất hàm sai khiến mà phân phó hắn đi đoan cơm. Bạch Tử Thanh lại ngẩn ra nửa ngày, lúc này mới sờ sờ cái mũi, cười khổ một chút, đi cấp Y Diễm chuẩn bị đồ ăn sáng. Y Diễm uy no bụng. Liền lười biếng mà ngồi ở lều trại chung phơi thu dương đã tọa luyện công, bên ngoài mặt trời lên cao khi lúc này mới chuyển đến Dạ Khuynh thăm hỏi thanh.
Công chúa chính là đêm qua chưa từng ngủ ngon, vẫn là bị cái gì ẩn thương. Cần phải bổn vương lệnh quân y tới cấp công chúa nhìn một cái. Y Diễm biết Dạ Khuynh tới thúc dục hành, lại không phối hợp, chỉ sợ về sau hắn liền sẽ mọi chuyện dùng sức mạnh. Liền chậm rãi hối khí với đan điền, đứng dậy, đi ra lều trại, cười nói, này giường quá ngạnh, rốt cuộc mảnh mai, đêm qua lăn qua lộn lại đều chưa từng ngủ ngon. Mới vừa rồi dùng cơm xong liền nhịn không được lại ngủ cái thu hồi giác, vương gia chê cười. Chúng ta này liền khởi hành đi. Bên kia mấy cái thị vệ nghe nói Y Diễm nói toàn nhịn không được trên mặt cơ bắp một trận run rẩy, đêm qua bọn họ thủ lều trại tự nhiên nghe rõ ràng. Này Nghê Thường công chúa căn bản ngủ tốt không thể lại hảo, tổng cộng liền lật qua hai lần thân. Thả bọn họ đi ra ngoài mang theo phô đệm chăn chi vật, đêm qua đều cấp Nghê Thường công chúa hoặc phô hoặc cái chiếm hữu. Liền vương gia đều là ngồi ở lạnh như băng đại thạch đầu thượng tùy tiện mị một đêm, này Nghê Thường công chúa thế nhưng còn nói ra như thế nói tới, quả thực quá quá vô sỉ. Dạ Khuynh nghe vậy trên mặt lại chưa từng có chút bất mãn, thậm chí còn đạm đạm cười, nói tối nay chúng ta túc ở giao thành, vạn sẽ không ủy khuất như vậy công chúa. Giờ phút này ly Y Diễm nơi sơn cốc hai ngày lộ trình mẫn quận bên trong, phượng đế tu khí sắc không tốt mà đứng ở một chỗ phòng khách chung, đang nhìn bên ngoài tươi đẹp đình viện ngây ra. Hắn này hai ngày hiển nhiên đều chưa từng nghỉ ngơi. Mặt mày có nồng đậm mỏi mệt, xưa nay thanh minh hai tròng mắt cũng hơi hơi sung tơ máu, một thân bạch y mang theo phong trần mệt mỏi chi sắc, nhưng mà dù vậy, như cũ không chút nào thiệt hại kia phong hoa xuất chúng khí chất tuấn giật thoát tục dung nhan. Trong tay hắn nhẹ nhàng sờ soạng một khối ngọc trụy, đúng là nguyên bản treo ở trên cổ, điêu khắc thành Y Diễm bộ dáng kia tiểu ngọc trụy, cúi đầu gian, thấy kia tiểu ngọc trụy. Nữ tử ngọc yếp phía trên phủ nhợt nhạt ý cười, phượng đế thu càng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hắn đã là truy tìm Y Diễm hai ngày, nguyên bản một ngày trước, hắn dựa vào Y Diễm lưu lại truy tung phấn, chỉ kém một bước liền có thể đem người tìm được. Đáng tiếc quân khanh duệ lại phát giác, mang theo Y Diễm vội vàng rời đi. Phượng đế tu dẫn người bổ nhào vào khi đã là người đi nhà trống. Tại đây trung từ quốc rốt của quân khanh duệ mới là bọn rắn độc thấy phượng đế tu đuổi theo. Liền phái càng nhiều nhân mã mê hoặc hắn cùng địch hoắc, cảnh này khiến bọn họ tìm trong khoảng thời gian ngắn càng thêm khó khăn lên. Nếu nhiên là tầm thường thời điểm, Y Diễm bị mang đi, phượng đế thu tuy cấp nhưng lại còn không đến mức tiếng lòng rối loạn, hiện giờ hắn nóng lòng đem Y Diễm ôm trong ngực chung giải thích trấn an. Cố tình liền ở ngay lúc này nàng bị bắt đi, kia nữ nhân tâm nhãn tiểu, lại đặc biệt ái để tâm vào chuyện vụn vặt, hắn nhận biết nàng gần nhất, duy nhất sự làm có chút không đủ địa đạo. Vẫn luôn khủng nàng sinh khí lại không để ý tới hắn, tiên tại đây mấu chốt thượng thiên tìm nàng không đến. Thà tưởng tượng đã có người đang ở bên người nàng ly gián bọn họ hai người cảm tình, còn không được còn nếu không đoạn chế tạo hiểu lầm. Phượng đế tu liền càng là ăn mà không biết mùi vị gì, cấp tâm phiền ý loạn. Càng có Y Diễm thân phận bị vạch trần, không chừng Long đế sẽ làm ra cái gì phản ứng. Lúc này nàng cực khả năng sẽ có nguy hiểm, hắn không ở bên người nàng há có thể yên tâm. Thấy lại là một ngày bắt đầu, Y Diễm vẫn là không có xác thực tin tức, phượng đế tu sắc mặt đã băng hàn một mảnh, hai tròng mắt chung tràn đầy áp đều áp không dưới tàn khốc. Kim Bảo từ bên ngoài vội vàng tiến vào, sắc mặt cũng không được tốt xem, này hai ngày chủ tử đều chưa từng chợp mắt, bọn họ tự nhiên cũng không dám chậm trễ nửa phần. Hắn mới vừa lên đài giai liền cảm nhận được nhà mình chủ tử xẹt qua tới táo bạo ánh mắt. Tuy là Kim Bảo xưa nay bên người hầu hạ, giờ phút này cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Hắn tưởng, nếu hắn lại không thể trình bẩm hữu dụng tin tức. Giây tiếp theo chủ tử nói không chừng liền sẽ đem đầu của hắn ninh xuống dưới đương cầu đá, cũng may lần này hắn là có xác thực tin tức. Đỉnh phượng đế tu uy áp nặng nề ánh mắt Kim Bảo vào phòng, thẳng nhập chủ đề, nói, bẩm điện hạ cha được Dạ Khuynh nơi, giờ phút này Dạ Khuynh liền ở Hạ Châu Thanh Điền phụ cận. Nhưng là lại không thể xác định công chúa hay không cùng hắn ở bên nhau. Phượng đế tu nghe vậy hai tròng mắt nhíu lại, ngày đó Y Diễm một bị bắt đi, hắn liền giáp tra ra sự tình không đối tới. Nghĩ đến chính mình mẫu hậu chúng độc một chuyện. Cha tới cha đi Dạ Khuynh hiểm nghi cực đại, hắn sớm liền hoài nghi Dạ Khuynh khả năng đã xuyên qua thân phận của hắn. Giờ phút này có người ở bọn họ dừng chân trong khách sạn cố ý nói những cái đó đồn đại cấp Y Diễm nghe, phượng đế tu đã hoài nghi tới rồi Dạ Khuynh. Hắn ở hoàn toàn mất đi Y Diễm tung tích sau, liền phân hai cái tìm kiếm phương hướng, một mặt độn dấu vết để lại tiếp tục tìm Y Diễm. Một mặt lại lệnh Trung Từ Quốc ám cọc toàn lực tìm Dạ Khuynh tung tích, một khi phát hiện Dạ Khuynh ở Trung Từ Quốc cảnh nổi, liền lập tức tới báo. Hiện giờ, Phượng Đế Tu nghe nói Dạ Khuynh quả thực đã đến Trung Từ Quốc liền khẳng định Y Diễm định đã ở Dạ Khuynh trong tay.
Hắn rộng mở đứng dậy, trầm giọng nói, chuẩn bị ngựa, xuất phát. Đi Hạ Châu. Kim Bảo sửng sốt, vội đi nhanh đuổi theo, nói, điện hạ còn không xác định công chúa hay không liền ở Thanh Điền, nơi này cần phải tiếp tục lưu chút nhân thủ, tiếp tục siêu tầm. Mặc dù là công chúa thật ở Thanh Điền, tổng chuyện quan trọng trước bố trí một vài đi. Phượng đế tu lại đầu đều không trở về, lạnh giọng hạ lệnh. Nói, nơi này không cần lưu người, toàn bộ đều mang lên. Thanh Điền càng không cần làm bất luận cái gì bố trí, Dạ Khuynh dám đoạt bổn cung nữ nhân liền nên trả giá đại giới. Điểm tề trung từ quốc sở hữu ám vệ, một ngày nội đuổi tới Thanh Điền, tùy bổn cung đi đoạt lấy hồi thái tử phi. Phượng đế tu lời nói chưa dứt, người đã xoay người ngồi ở phấn mặt trên lưng, một xà cương ngựa chạy ra khỏi sân. Kim Bảo tôi biết nhà mình chủ tử, hành sự nhiều hỉ vu hồi, thận trọng từng bước hiện thiếu đấu đá lung tung. Lúc này mới có hướng Thanh Điền bố trí vừa nói. Thầm nghĩ dẫn đầu bố trí một phen, cứu người càng có nắm chắc. Nghe mới vừa rồi chủ tử ngữ khí lãnh lệ, Kim Bảo mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, đúng rồi, nhà mình chủ tử nữ nhân bị đoạt đi rồi. Tự nhiên muốn quang minh chính đại, trực tiếp dẫn người đem người cướp về, còn bố trí cái giám a. Nghĩ, hắn vội một cái phi thân, trực tiếp hạ xuống trên lưng ngựa, thanh khiếu một tiếng triệu hoán ám vệ, đãi hắn phóng ngựa phi ra viện môn. Phượng đế tu một người một con đã bôn xa, ám vệ nhóm nhưng thật ra toàn nghe xong triệu hoán từng người trì mã ở phủ ngoại tề tụ. Kim Bảo hét lớn một tiếng, thái tử phi ở Thanh Điền. Các huynh đệ tùy điện hạ đi đoạt lại thái tử phi, điện hạ tuổi già hạnh phúc đều dựa vào cấp các huynh đệ. Hắn kêu đi, đầu tàu gương mẫu, thẳng truy Phượng đế tu mà đi, chúng ám vệ đồng thời hét lớn, thanh âm hồn hậu chấn động ở phố hẻm, đoạt lại thái tử phi. Tiếng quát chấn động, tiếng vó ngựa đạp vỡ sáng sớm hẻm nhỏ, bụi đất phi dương, thẳng hãi mà xa gần không ít nhân lúc còn sớm ra cửa họp chợ bá tánh sôi nổi đi vòng vèo. Kinh hoàng thất thố lại hướng ra trốn đi, thầm nghĩ là chỗ nào giết người như chém đồ ăn sơn phỉ vào thành đâu. Chương 146, gặp nhau. Y Diễm quan sát một ngày, thấy tùy ở nơi tối tăm thị vệ rất nhiều, đều đem nàng gắt gao nhìn chằm chằm, căn bản không dung nàng có chút thoát đi cơ hội. Liền biết Dạ Khuynh kia tư căn bản là không có bị nàng lừa gạt chu. Nàng trong lòng tuy có chút thích thụ, khá vậy cũng không ngoài ý muốn. Ngày này ban đêm, Dạ Khuynh quả nhiên nhận lời chưa kêu Y Diễm lại ủy khuất mà ngủ ở rừng núi hoang vắng, đoàn người ở tại trong thành một chỗ dinh thự chung. Dinh thự cho là thiên càn ở trung từ quốc một chỗ ám cọc, không chỉ có che kín cơ quan trận pháp, hơn nữa bốn phía đều có ám vệ giấu kín. Y Diễm bị Dạ Khuynh an trí ở dinh thự chủ viện chung. Dạ Khuynh còn chuyên môn phân phối hai cái tỷ nữ bên người hầu hạ nàng. Y Diễm theo hai cái tỷ nữ vào chủ viện. Nhìn chung quanh bốn phía thấy chủ viện tu sửa cực kỳ tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, trong lòng tán thưởng, trên mặt lại tràn đầy chán ghét không mừng chi sắc, nói, nơi này nhìn quá phù hoa náo nhiệt. Ta ở kinh thành khuê viện xưa nay thanh lãnh, ở nơi này không thói quen, thay một chỗ. Nàng nói xong, xoay người liền hướng viện ngoại đi, chê cười, này chủ viện ở toàn bộ dinh thự trục trung tâm thượng, trung tâm vị trí, này nếu Phượng đế tu tìm lại đây. Cũng bất lợi với nàng chạy trốn, Y Diễm mới sẽ không cho rằng Dạ Khuynh là xuất phát từ đãi khách lấy quý, mới làm này an bài. Hai cái tỷ nữ thấy Y Diễm quay đầu liền đi, vội tiến lên hai bước chặn nàng, mặt lộ vẻ vẻ khó xử, nói, công chúa là vương gia khách quý. Nói lý lẽ liền nên ở tại nơi này, đây là tốt nhất sân, công chúa không ngại vào xem. Trong phòng trang trí rất là tối nhã đại khí, công chúa nhất định sẽ chỗ ở thư thái. Huống chi, công chúa vào ở viện này chính là vương gia phân phó, công chúa tưởng đổi sân, bọn nô tỳ cũng làm không được chủ a. Y Diễm bị chặn đường đi, ánh mắt cười như không cười mà đảo qua hai người, ôm cánh tay mà đứng, đạm thanh nói, nếu các ngươi làm không được chủ kia liền đi tìm có thể làm chủ. Bản công chúa sao nhìn ta không giống như là các ngươi vương gia khách quý, đảo tương đối như là phạm nhân đâu. Nàng ánh mắt tuy không thấy nhiều lãnh, nhưng lại không biết vì sao, hai cái tỷ nữ chỉ cảm một trận kinh hãi, sắc mặt đã là trắng bệch. Các nàng phụng mệnh tiến đến hầu hạ Y Diễm, Dạ Khuynh phân phó muốn chiếu cố hảo Y Diễm. Không thể kêu nàng có điều bất mãn, khá vậy nói, muốn lưu tâm coi chừng nàng, có cái gì dị động tức khắc bẩm báo. Đây là cái lưỡng nan nhiệm vụ, nhưng từ Dạ Khuynh thái độ tới xem, các nàng vương gia là rất là coi trọng Y Diễm, các nàng không nghĩ tới Y Diễm tính tình như vậy đại, lại là cái nói một không hai. Giờ phút này thấy Y Diễm rõ ràng là bực, nơi nào có thể không sợ. Hai người chính kinh hoàng, phía sau vang lên bạch tử thanh thanh âm, như thế nào chiếu cố cá nhân đều làm không tốt, muốn ngươi chờ gì dùng.
Bạch Từ Thanh dù sao cũng là lãnh binh người, ôn giận dưới, khí thế uy nghi, sợ tới mức hai cái nha hoàn lập tức quỳ xuống dập đầu, trong miệng hô to, tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Bạch Từ Thanh bước đi nhẹ nhàng đi tới, lại trầm giọng nói, không nhãn lực thấy đâu ngu. Hai cái nha hoàn bị hắn khiển trách lúc này mới phản ứng lại đây, vội lại bò tới rồi y diễm bên chân, lại là một trận dập đầu, nói, công chúa tha mạng. Bọn nô thì đều không phải là cố ý chống đối công chúa, bọn nô thì biết sai rồi. Bạch Từ Thanh lúc này mới hướng y diễm nói, công chúa tự nhiên là vương gia khách quý, lại như thế nào sẽ là tù phạm đâu, công chúa vừa không thói quen ở tại nơi này. Này dinh thự chung công chúa tùy ý chọn đó là, lại có gì khó. Y diễm thấy Bạch Từ Thanh đầy mặt thuần thiện ý cười, cũng cười đến ngọt nị, nói, vẫn là bạch tướng quân thông cảm người, bàn công chúa khuê các liền ở thái phó phủ nhất phía đông một góc. Các ngươi mang ta đi đông giác kia chỗ nhà cửa nhìn một cái đi. Y diễm này sau một câu lại là hướng về phía quỷ trên mặt đất kia hai cái tỷ nữ nói, hai người nghe vậy như được đại xá, vội bò dậy, nơi nào còn dám có nửa phần bất kính. Vội dẫn y diễm hướng phía đông sân mà đi. Tới rồi trong viện thực mau hai cái nha hoàn liền chuẩn bị tốt tắm gội nước canh, xuyên hồng y lựu hồng tiến vào khi y diễm chính đem búi tóc tán xuống dưới, nàng hành lễ, lại nói. Công chúa có thể đi tắm gội, nô tỳ hầu hạ công chúa cởi áo. Nàng nói, ánh mắt lại là không tự chủ được mà dừng ở y diễm đầu vai. Y diễm trong lòng buồn cười, này hai cái tỳ nữ cũng không biết là Dạ Khuynh từ nơi nào tìm thấy. Nhìn ra được đều không phải là ngày thường đắc lực người, tâm tư quá mức minh bạch mà treo ở trên mặt. Dạ Khuynh vẫn luôn đang tìm trên lưng có phượng hoàng đồ văn trung tử quốc nữ tử, này tỳ nữ mới vừa nói muốn giúp nàng cởi áo, ánh mắt lại không tự chủ được hướng nàng đầu vai ngắm. Y diễm tưởng không đoán đến nàng mục đích đều khó. Nàng nghe vậy nhợt nhạt câu môi dưới, đứng dậy, không chút để ý nói, ân. Nói vòng qua ghế thêu, duỗi thân cánh tay, từ tỳ nữ tiến lên giúp nàng trừ bỏ áo ngoài, chậm rãi vào thịnh phòng, thấy kia áo tím tím hà phùng tắm đậu. Khăn tắm đứng ở thau tắm biên nhi, mà lựu hồng cũng phùng sạch sẽ tắm sửa quần áo tiến vào làm bộ làm tịch hướng trên giá áo quải, y diễm không e dè mà liền đem trên người xiêm y cấp cởi ra. Thả cố ý đem trơn bóng không rảnh phần lưng đối với hai người, cất bước nhảy vào thau tắm. Cảm nhận được phía sau ánh mắt y diễm mừng rỡ nhướng mày, nếu biết Dạ Khuynh lại tìm sau lưng có phượng hoàng đồ văn nữ tử, nàng lại sao có thể không hề chuẩn bị. Sớm tại ngày ấy phượng đế tu mang theo nàng đi sứ quán nhìn thấy quân Minh Châu bị Bạch Từ Thanh hạ độc ngày ấy. Y diễm liền ương phượng đế tu ở nàng trên lưng động tay chân, tạm thời che khuất kia đồ văn. Dạ Khuynh chỉ sợ nằm mơ đều không thể tưởng được nàng đối việc này sớm có chuẩn bị. Dạ Khuynh muốn xem. Kia liền kêu hắn hảo hảo xem, tình còn bị nhớ thương. Y diễm bảo đảm hai cái tỳ nữ đem nàng phía sau lưng nhìn cái rành mạch, lúc này mới đem thân mình chìm vào trong nước, dựa vào thùng vách tường nhắm hai mắt lại, nói, được rồi. Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đều đi ra ngoài đi. Lựu Hồng cùng Tím Hà rời khỏi về sau, liếc nhau. Lựu Hồng nhanh chóng hướng viện ngoại mà đi. Ra sân, bất quá hướng tây đi rồi một chỗ hành lang gấp khúc, liền thấy một chỗ giữa hồ tiểu đình trung Dạ Khuynh cùng Bạch Từ Thanh đối diện ngồi nghị sự. Bốn chản phong đang treo ở trong đình tứ giác đá cẩm thạch trên bàn còn quán một chương bản đồ. Thấy Lựu Hồng bước nhanh lại đây, Dạ Khuynh chỉ vào bản đồ hướng Bạch Từ Thanh phân phó vài câu, lúc này mới ngước mắt nhìn hướng Lựu Hồng, nói, nhưng thấy rõ ràng. Lựu Hồng có chút nhút nhát mà quỳ xuống, xem cũng không dám nhiều xem Dạ Khuynh liếc mắt một cái, vội nói, nô tỳ hai người hầu hạ công chúa tắm gội thấy rõ. Công chúa trên lưng cũng không hình xăm, nhưng thật ra trước ngực tới gần đầu vai địa phương, có cái màu đỏ hình xăm, nhưng cũng không phải phượng hoàng đồ, là cái tu tử. Trừ này, công chúa trên người cái khác địa phương lại vô bất hình xăm. Dạ Khuynh nghe nói Lựu Hồng nửa câu đầu lời nói, ánh mắt chợt lóe, dường như thật dài hộc ra một hơi, hơi nhéo nắm tay cũng tiệm tùng chút nhưng đã nghe được y diễm ngực có cái tu tử. Hắn thân ảnh hơi hơi cứng đờ, mày kiếm liền không tự giác mà nhăn lại. Bạch Từ Thanh cũng là sừng sốt, đảo không nghĩ tới y diễm cùng phượng đế tu cảm tình thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, như vậy nói, chỉ sợ gần bằng vào vương gia trước mắt sở làm. Còn không đủ để lệnh y diễm hận cực kỳ phượng đế tu, do đó sửa đầu thiên càn. Hắn nghĩ, không khỏi lẩm bẩm tự nói, nguyên bản xem nghe thường công chúa đối phượng đế tu thái độ cũng không tính thực đặc biệt, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ phượng đế tu có tài đức gì. Thế nhưng có thể đến nàng khuynh tâm đến tận đây. Vương gia. Bạch Từ Thanh lời này lại là bất chi bất giác mang lên vài phần toan vị, hắn nói xong, ngước mắt, lúc này mới bỗng nhiên phát giác Dạ Khuynh sắc mặt cực kỳ không tốt.
Mờ nhạt ánh đèn đều chưa từng nhu hòa kia xanh mét cương lãnh chi sắc, muốn nói nhất thời liền đột nhiên im bặt. Bạch Tử Thanh nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Giây lát ánh mắt dừng ở Dạ Khuynh nắm chặt tay phải thượng, trong lòng thở dài. Dạ Khuynh giờ phút này trong lòng xác thật chính phiên giang lan lãng mà khó chịu. Hắn đầu tiên là nghe Y Diễm sau lưng không có kia đáng chết hình xăm, cảm thấy đại tùng một hơi. Nhưng ngay sau đó liền giác có một cái càng trọng cây búa ở hắn không hề phòng bị mà dưới tình huống thật mạnh tạp hướng hắn, đem hắn tạp mà thở dốc không được, đầu óc lại có một lát chỗ trống. Hắn nguyên bản trụ tiến thịnh phủ khi tuy cảm giác được Y Diễm đối phượng đế tu muốn hơi thân mật một chút, nhưng cũng bất quá như vậy, cái kia nữ tử kinh thải tuyệt diễm. Không chút nào bại bởi nam tử thà tính tình thanh lãnh. Nhìn cũng không phải sẽ giống này nàng thiếu nữ như vậy cam nằm dưới hầu hạ nam tử dưới thân. Hắn cho rằng nàng trong lòng không người, cho nên vẫn luôn cũng không cảm thấy như thế nào, giờ phút này lại phát hiện đều không phải là giống hắn sở nhận định như vậy. Nàng thế nhưng trong lòng có người, cái này kêu hắn chợt dưới, thế nhưng tâm rào khổ sở vô pháp thở dốc. Liền như là giống nhau ngươi vẫn luôn thưởng thức đồ vật, vốn tưởng rằng nó vẫn luôn ở nơi đó, nhậm ngươi khi nào muốn nhìn muốn khi đều có thể đi lấy. Nhưng lại trong giây lát phát hiện kia đồ vật là có chủ nhân, ngươi từ nay về sau, chớ nói lấy, đó là coi trọng liếc mắt một cái đều trở nên không thể. Lúc này, như vậy đồ vật liền sẽ tra tấn ngươi tâm, trở nên đặc biệt chân quý, đặc biệt muốn được đến. Dạ Khuynh song quyền nắm chặt. Sắc mặt xanh mét, không chỉ như vậy, Y Diễm như vậy kiêu ngạo nữ tử, đã chịu ở trên người đánh vào Phượng Đế Thu nhãn, kia liền tất nhiên là nhận định Phượng Đế Thu. Hắn e sợ cho việc này phát sinh. E sợ cho Phượng Đế Tu đến Y Diễm mà như hổ thêm cánh, cố tình giờ phút này, việc này liền đã xảy ra. Dạ Khuynh không tự giác một quyền nện xuống, kia đá cẩm thạch bàn bất kham trọng lực lại là âm âm mà nứt. Bốn nổ tung tới, Bạch Tử Thanh thân thể linh hoạt nhanh chóng né tránh khai đi, kia trên mặt đất Quỳ Lựu Hồng lại không thể may mắn thoát khỏi, một khối phi thạch nện ở nàng trên trán. Nhất thời huyết lưu như chú, nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch lại là hai mắt vừa lật ngất qua đi. Thạch tiết rơi xuống đất, kích khởi bụi đất phi dương, nửa ngày đình trung đều tĩnh mịch không tiếng động, Bạch Tử Thanh sắc mặt phức tạp mà nhìn Dạ Khuynh hơi hiện cô tuyệt tiêu tố bóng dáng. Trong lòng lại là thở dài. Thiên lúc này, một cái thị vệ sắc mặt tốc mục vội vàng mà đến, có lẽ là sự tình khẩn cấp, hắn thế nhưng chưa từng phát hiện tiểu đình trung trầm tịch không khí, bẩm vương ra, không hảo. Có một hàng mấy chục người hiện giờ đang từ bốn phương tám hướng hướng nhà cửa mà đến. Trình vây quanh chi thế, tới báo huynh đệ nói, những người này khinh công cực cao, võ công hiển nhiên đều là không yếu, ý đồ đến không rõ, khủng là hướng về phía Nghê Thường công chúa mà đến. Thỉnh vương gia tốc định đoạt. Dạ Khuynh sau khi nghe xong liền biết là Phượng Đế Tu tìm lại đây, giờ phút này nghe được tin tức như vậy không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Dạ Khuynh tuấn mặt đường cong banh đến nếu đao tức rộng mở đứng dậy, thân ảnh trầm lãnh, nói, khởi động dinh thự sở hữu cơ quan, Bạch Tử Thanh, ngươi mang một nửa ám vệ đi thủ thịnh Y Diễm. Nếu nhiên dám để cho nàng chạy thoát quân pháp xử trí. Dạ Khuynh nói xong, Bạch Tử Thanh cũng đã từ mới vừa rồi không khí trung phục hồi tinh thần lại, vội lên tiếng, trực tiếp liền lấy khinh công hướng mặt đông sân lao đi. Dạ Khuynh một mặt hướng phủ môn đi, một mặt lại từ trong lòng lấy ra một cái kim sắc điêu bài tới, đưa cho báo tin ám vệ, phân phó nói, đây là trung tử quốc Dực Vương tín vật. Người tốc tốc mang theo đi trước quan phủ, mệnh quan phủ xuất binh tiến đến tù trạch xua đuổi cường tặc. Khi ám vệ tiếp nhận, Dạ Khuynh tay áo rộng tung bay, đã là phi thân hướng phủ môn mà đi, bóng đêm hạ, hắc ảnh bay vút nguyên bản im ắng dinh thự lập tức phong vân tế hội, sát khí nặng nề. Y Diễm còn ngâm mình ở thau tắm chung. Vốn đã có chút mơ màng sắp ngủ, nhưng tiếp theo rồi đột nhiên đã nhận ra có không ít người đang tới gần lại đây, nàng chỉ cho là Dạ Khuynh không tin tì nữ lời nói. Tự mình tới xem xét nàng kia phía sau lưng, không khỏi mở mắt ra mắt, đôi mắt đẹp chung một mảnh chán ghét cùng xem thường. Thân ảnh bay vút mà ra, giây lát đã quét khởi trên giá áo quần áo tròng lên trên người. Mới vừa hệ hảo đai lưng, đã nghe ngoài phòng không ra 10 bước, Bạch Tử Thanh 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 nói. Quấy dày công chúa. Là quân khanh duệ ám vệ nhóm tìm lại đây, chỉ sợ quân khanh duệ bị công chúa gây tương tích tình huống không ổn, những người này người tới không có ý tốt thả hướng về phía công chúa. Vương ra lệnh bản tướng quân tiến đến bảo hộ công chúa thả chớ sợ hoảng. Y Diễm nghe vậy dương hạ mi, chẳng lẽ thật sự là quân khanh duệ bạc mệnh chết mất? Thủ hạ của hắn tới trả thù. Nhưng nếu quân khanh duệ chết thật, giờ phút này thủ hạ của hắn càng nên đem hắn xác chết đưa về kinh thành, hướng Long Đế nhờ ơn mới đúng đi.
Y Diễm Nguyên cũng không tin Dạ Khuynh cùng Bạch Tử Thanh, giờ phút này trong lòng có điều hoài nghi, lại nghe nơi xa tựa quả thực có băng nhận giao tiếp thanh truyền đến. Nàng cất bước đẩy ra cửa phòng, cất bước mà ra, ánh mắt xẹt qua tường viện mọi nơi vây quanh ám vệ, lại đào qua đứng ở trong viện Bạch Tử Thanh, bỗng nhiên chuyển hướng nơi xa, biểu tình kinh ngạc. Nói, Phượng Đế Thu, ngươi thật sự tìm tới. Bạch Tử Thanh thấy Y Diễm trên nét mặt vài phần kinh hỉ, vài phần kinh ngạc, lại nghe nàng nói như thế, đơn giản là Phượng Đế Thu thật sự tránh đi Vương gia, một mình tìm lại đây, hắn tấu biết Phượng Đế Thu võ công cao cường, nào dám chậm trễ. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến tranh. Hắn kêu bãi, nhanh chóng xoay người, binh khí ra khỏi vỏ thanh cong keng vang lên, nhưng mà Bạch Tử Thanh tùy mọi người dọc theo Y Diễm ánh mắt nhìn lại. Phương xa im ắng một mảnh, nơi nào có nửa bóng người. Ám vệ nhóm đặc biệt vì Phượng Đế Thu bằng vào cao siêu võ nghệ núp vào. Thượng mở to hai mắt nhìn, không dám chậm trễ. Bạch Tử Thanh lại bỗng nhiên hiểu được Y Diễm mới vừa rồi kia căn bản là ở lừa hắn. Hắn thanh tuấn trên mặt không khỏi hiện lên hối hận kinh tán. Cười khổ quay đầu lại nhìn hướng Y Diễm. Quả liền thấy Y Diễm lười biếng mà dựa vào cạnh cửa nhi thượng tuyệt mỹ trên mặt cười như không cười, một đôi tiễn thủy đồng mắt chính hơi trào mà nhìn hắn. Thành khải môi đỏ, nói, Bạch tướng quân chính là thiên cản thiếu niên tướng quân, thanh danh bên ngoài, nổi bật thiên hạ, sao liền binh bất yếm trá, đều cấp đã quên. Không phải nói đến người là quân khanh duệ người sao? Bạch tướng quân mới vừa rồi dùng cái gì khẩn trương? Bạch Tử Thanh mặt lộ vẻ xấu hổ, thật sự không biết nên nói cái gì đó, Y Diễm lại đã ngồi dậy tới, âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo thủ, ngàn vạn mà kêu kia đáng giận nam nhân vọt vào tới. Bản công chúa hiện giờ không hiếm lạ hắn tới cứu giúp. Nàng nói xong, xoay người liền vào phòng, phanh mà một tiếng đóng lại cửa phòng. Bạch Tử Thanh đem Y Diễm mới vừa rồi trong mắt một cái chớp mắt đau kịch liệt nhục nhã, phẫn hận đều nhìn ở trong mắt. Thậm chí nhìn thấy nàng xoay người gian rốt cuộc không nhịn được hạ xuống hốc mắt một giọt nước mắt. Hắn chỉ cảm thấy tâm vừa kéo, đã là sáng tỏ Y Diễm rốt cuộc kiêu ngạo, nhà mình vương gia ly gián kế, Y Diễm tuy là có phát hiện, không muốn giúp đỡ thiên càn. Nhưng đối Phượng Đế Tu cũng là thật sự chú ý. Nữ nhân này cáu kỉnh thời điểm tự nhiên thiếu vài phần lý trí, nàng lúc này không muốn thấy Phượng Đế Tu, không chịu đi theo Phượng Đế Tu đi kia cũng là lẽ thường. Hắn như vậy nghĩ, liền phất tay lệnh chúng nhân chỉ lo bên ngoài nhìn chằm chằm khẩn phòng, không cần phải đi quấy rầy Y Diễm. Ai ngờ không một lát, một cổ đốt trọi chi vị chui vào trong mũi, Bạch Tử Thanh chợt xoay người nhìn lại, Y Diễm nơi phòng nhất thời từ cửa sổ toát ra tảng lớn khói đặc tới. Bên trong ánh lửa chiếu vào cửa sổ thượng chợt lóe, lại là không biết vật gì bị nháy mắt điểm. Bạch Tử Thanh trong lòng biết lại lần nữa mắc mưu, này rõ ràng là Y Diễm ở dùng khói hướng Phượng Đế Tu cảnh báo nàng đang ở phương nào. Nhất thời Bạch Tử Thanh tức giận đến là sắc mặt trắng bệch, thầm mắng cái này xảo trá như hồ nữ nhân. Hắn trầm quát một tiếng, mau, diệt kia yên. Ba cái ám vệ vội phá cửa mà vào, Y Diễm lại đã từ nóc nhà sốc ngói mà ra, trong lòng biết có Bạch Tử Thanh cùng này hơn 20 cái đứng đầu ám vệ tù nàng cứng đối cứng đi không xong. Đơn giản cũng không chạy, thản nhiên mà mái hiên ngồi xuống, đôi tay rũ tại bên người, chống phòng ngói. Tới lui hai chân. Nghiêng đầu nhìn tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân Bạch Tử Thanh, nói, Bạch tướng quân A, người như vậy chỉ số thông minh lãnh binh là sẽ lầm nhân tính mệnh. Người ta nói chỉ có ngốc tử mới có thể ở cùng cái trên tảng đá sẫy hai lần, người nhìn, sự thật chứng minh, người nhân mô nhân dạng, lại. Y Diễm nói giơ tay chỉ đầu tiếc hận mà lắc đầu thở dài, tấm tắc hai tiếng. Bạch Tử Thanh bị Y Diễm trêu chọc hai lần, vốn là lòng tự tin cùng lòng tự trọng đại chịu đà kích, giờ phút này bị Y Diễm trước mặt mọi người trào phúng, tuấn mặt nhất thời hồng nhất thời thanh. Kêu một cái đẹp. Trong phòng, Y Diễm đem đèn dầu chung du tất cả ngã vào trên giường, điểm hỏa, hỏa châm đại, lại mông một chút chăn, không riêng gì khói đặc phát ra, hỏa thế cũng đã lên. Nơi nào là nói diệt liền có thể diệt được, huống chi, hỏa nhưng diệt kia yên ai có thể có biện pháp lệnh nó biến mất, hoặc là lấp kín nó. Mắt thấy sương khói đằng khởi, đã không thể vãn hồi, Bạch Tử Thanh chỉ phải lớn tiếng nói, xem trọng công chúa, bản tướng quân ở vương gia nơi đó chính là lập quân lệnh trạng. Nghe nói lời này, ám vệ nhóm càng không dám chậm trễ, nháy mắt vây quanh Y Diễm. Bạch Tử Thanh lúc này mới hướng Y Diễm ôm quyền, nói, công chúa, xin thứ cho bổn đem đáp tội. Thỉnh công chúa xuống dưới. Hắn uống bãi, ám vệ nhóm đã khinh thân mà thượng, Y Diễm lại cũng thức thời, chủ động nhảy xuống nóc nhà, tùy ý ám vệ đem nàng bao quanh vây quanh. Tiếp theo nàng ý cười doanh doanh mà cúi đầu búng búng móng tay. Bỗng nhiên ngước mắt hỏi, Bạch tướng quân A, các ngươi vương gia cho là coi trọng ta đầu óc muốn cho ta cho hắn chế tạo vũ khí sắc bén đi.
ngươi nói ta nếu là chết ở chỗ này, các ngươi vương gia sẽ xử trí như thế nào ngươi đâu? Ta thật sự rất tò mò đâu. Y Diễm nói, Bạch Tử Thanh chỉ thấy bạch quang chợt lóe, Y Diễm trong tay đã nhổ một chi lợi châm, lại là đôi mắt đều không nháy mắt mà nâng lên hướng về chính nàng đầu chọc đi. Bạch Tử Thanh sợ tới mức bạch không người sắc, một chưởng chụp đi, một đạo trưởng phong đánh ở Y Diễm nâng lên cánh tay phải thượng, nàng kia cánh tay phải một trận tê dại. Trong tay nhéo cây châm ầm một tiếng rơi xuống đất. Bạch Tử Thanh chỉ cảm thấy tim đập cự mau, còn không có giống ra tiếng, Y Diễm tay trái lại là một phen chỉ thủ để ở nàng trên cổ, nàng tựa thực thưởng thức hắn kia tái nhợt khẩn trương sắc mặt. Cười nói, mới vừa rồi là đậu đậu ngươi, lúc này chính là thật sự, Bạch tướng quân. Ta đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình xưa nay cũng là tàn nhẫn. Người đó là nội lực lại mạnh mẽ, mới vừa rồi kia cây châm người có thể thừa dịp ta giơ tay động tác đem này chấn rớt, nhưng này chỉ thủ kề sát ta cổ, ta chỉ cần nhẹ nhàng một đưa. Liền có thể cắt đứt yết hầu, ngươi nói lúc này ngươi còn ôm không ôm ngầm ta. Nếu không chúng ta thử xem. Y Diễm mới vừa rồi hành động đã đem mọi người sợ tới mức lòng còn sợ hãi, gặp qua tàn nhẫn, chưa từng thấy qua đối chính mình đều có thể như thế tàn nhẫn. Mới vừa rồi nếu không có Bạch Tử Thanh kia một trường. Không ai hoài nghi Y Diễm trong tay kia cây châm thật sẽ xuyên thấu nàng tủy não. Giờ phút này thấy nàng lại dùng chủy thủ chống cổ. Khi nói chuyện hai giọt huyết châu liền dọc theo lưỡi dao lan ra tới, Bạch Tử Thanh chỉ cảm thấy tâm đều không phải chính mình, sớm không biết chạy tới chạy đi đâu. Y Diễm rồi lại cười, nói, ngươi cũng biết ta đối thiết người cổ rất có vài phần kinh nghiệm. Ta biết dùng bao lớn kính, có thể huyết lưu như chú, lại trị liệu kịp thời sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng, ngươi nói ta ở chỗ này khai cái miệng máu. Các ngươi vương gia có thể hay không giết ngươi, có thể hay không chạy nhanh lệnh phượng đế tu tiến vào cho ta khâu lại miệng vết thương. Nếu không mới vừa rồi Y Diễm kia kim châm quán não kinh người hành động. Bạch Tử Thanh còn có dũng khí đối Y Diễm giờ phút này uy hiếp không yên tâm thượng, nhưng có mới vừa rồi kia kinh hách. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trước mắt ý cười doanh doanh nữ nhân quá là làm cho người ta sợ hãi, điên cuồng, hắn thật không dám đi đánh cuộc. Nghĩ đến mới vừa rồi nhà mình vương gia kia từ trước tới nay nhất kích động khó coi biểu tình. Bạch Tử Thanh tin tưởng, hắn tối nay xem không được Thịnh Y Diễm, bất quá bị Dạ Khuynh phạt thượng một đốn bản tử, nhưng nếu là Thịnh Y Diễm thật cắt ra yết hầu, có cái gì tốt xấu. Chỉ sợ vương gia sẽ muốn hắn cả nhà tánh mạng. Hắn trong cổ họng khô giáo dục nứt trước nay cũng chưa cảm thấy như vậy vô lực cùng bó tay không biện pháp quá, nửa ngày mới nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Y Diễm chớp chớp mắt nói, ta tưởng như thế nào chẳng lẽ tướng quân không biết. Bạch Tử Thanh cắn răng, rốt cuộc gầm lên một tiếng, đều tránh ra. Bạch Tử Thanh hạ lệnh, ám vệ nhóm không dám không nghe, nháy mắt tản ra, Y Diễm một mặt cầm nhận hướng viện ngoại lui, một mặt nhìn chằm chằm Bạch Tử Thanh đám người. Không chuẩn bọn họ bán ra một bước, đãi thối lui đến tiểu viện trăm bước có hơn hành lang gấp khúc cuối. Nàng mới đột nhiên xoay người, cất bước dùng nhanh nhất tốc độ hướng phủ môn chạy đi. Bạch Tử Thanh đám người thấy thế vội lấy khinh công mau chóng đuổi, nhưng mà bọn họ tốc độ tuy mau. Y Diễm lại cũng không chậm, rốt cuộc là khó có thể đuổi theo, mắt thấy Y Diễm đi bước một sông đến phủ môn. Phủ môn, Phượng Đế tu cùng Dạ Khuynh tương ngộ, một cái đã là tìm người táo bạo tới rồi cực điểm, một cái vừa mới gặp cảm xúc đòn nghiêm trọng. Hai người ai cũng chưa nói một lời, nhìn nhau gian đã tiêu đỏ mắt lại là trực tiếp liền giao thủ. Hai người đều là võ công cao tuyệt hạng người, này toàn lực mà động một trận chiến. Tất nhiên là kinh thiên động địa khí với khí pha chạm rào hăng say phong ám vệ nhóm căn bản là không dám tới gần. Kim Bảo thấy hai người chiến đấu, cũng không nhàn rỗi, hét lớn một tiếng, sát. Nhất thời hai phương ám vệ tiếng giết sậu khởi. Bạch quang như luyện, mấy ngày liền thượng minh nguyệt đều vì nay ảm đạm. Liền ở chiến địa khó xá khó phân hết sức, mặt đông bụi mù cuồn cuộn Dạ Khuynh biến sắc. Phượng Đế tu lại là hai tròng mắt sậu lượng, thanh quát một tiếng, bổn cung thái tử phi ở Đông Viện, tùy bổn cung đoạt lại thái tử phi. Hắn uống bãi, không hề cùng Dạ Khuynh chiến đấu, phi thân liền hướng mặt đông bôn. Dạ Khuynh nơi nào chịu như vậy làm hắn đi vào, đuổi sát mà thượng, nhất kiếm đâm thẳng Phượng Đế tu phía sau lưng. Phượng Đế tu không thể không xoay người tương chắn. Mới vừa rồi hắn bất quá một lực liền đã nhìn ra này dinh tự bố trí trận pháp, thả có không ít cơ quan ám khí mai phục, trong lòng biết nếu vô pháp chế phục Dạ Khuynh. Muốn dẫn người đi vào khó càng thêm khó, chỉ phải nhẫn nại tính tình lần thứ hai cùng Dạ Khuynh chiến đấu lên. Ai ngờ hắn này xương còn không có giao thủ ba chiêu, liền nghe phi nước đại tiếng bước chân từ xa thả gần, hắn lại như thế nào nhận sai Y Diễm tiếng bước chân. Huống chi, hắn sở nhận thức.
sẽ không nội lực rồi lại hành động nhạy bén, nhanh như tia chớp cũng liền Y Diễm một người. Phượng Đế thu một cái chớp mắt tuấn mặt giống bị tinh quang thắp sáng, mắt sán nếu hỏa, một cái hư chiêu thoảng qua Dạ Khuynh, rời khỏi chiến đoàn, xoay người mà vọng. Đèn lồng lay động trên hành lang một cái áo lam thân ảnh nếu lưu quang chạy như bay mà đến, không phải Y Diễm lại có thể là ai? Phượng Đế tu trước mắt Y Diễm phía sau không xa, một đám hắc ảnh khinh công đuổi sát, trong đó kia xuyên nguyệt bạch xiêm y, bồn ở trước nhất còn rõ ràng là Bạch Tử Thanh. Nhất thời thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Người ta nói anh hùng cứu mỹ nhân, lại nói công chúa gặp nạn vương tử cứu giúp, nhưng hắn cái này công chúa a. Dường như cùng sở hữu công chúa đều không giống nhau, mỗi khi đều có thể làm hắn kinh diễm, ngạc nhiên cùng kinh hỉ đâu. Chương 147, nàng giữ gìn.